Xin chào anh Nguyễn Văn Khanh. Thưa anh, những ảnh hưởng quân sự trong những ngày qua như thế nào đối với vấn đề an ninh của Hoa Kỳ và thế giới? Từ Tòa Bạch Ốc một lần nữa, tôi là Nguyễn Văn Khanh, xin được gửi lời chào đến quý anh Đỗ Hồng Anh và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SBTN. Đối với lại Tổng thống Hoa Kỳ, trong tất cả những cuộc họp báo vừa qua và ngay chính các cố vấn thân cận nhất với ông đều nói rằng là chuyện Hoa Kỳ hạ sát được chùm khủng bố Osama Bin Laden, đó là một chiến thắng. Nhưng mà nếu bảo rằng là đã đạt được một cái thành công để tiêu diệt được bọn khủng bố quốc tế thì câu trả lời là chưa. Thưa với anh Đỗ Hồng Anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN, tôi để ý thấy như thế này. Hiện tại bây giờ ngay cả cái chuyện này cũng là một cái đề tài tranh cãi giữa phía bên Đảng Dân Chủ và phía Đảng Cộng Hòa. Tức là mức thành công nó ra sao. Và ngay chính hồi sáng ngày hôm qua thì ông Jay Carney là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cũng lên tiếng bảo rằng là Tổng thống Barack Obama có cái thành công đó, cái chiến thắng đó là cái chiến thắng của mọi người chứ không phải là chỉ là chiến thắng của Tòa Bạch Ốc, không phải là chiến thắng của cá nhân ông Barack Obama. Ở phía bên Đảng Cộng Hòa thì lại có một cái nhìn khác. Họ bảo là dường như ông Barack Obama muốn dùng việc hạ sát được Osama Bin Laden làm cái đề tài tranh cử, tức là muốn ám chỉ rằng là ứng cử viên Cộng Hòa là ông Mitt Romney là người không có những cái kinh nghiệm về quốc phòng, và người không có kinh nghiệm về quốc phòng thì là khó có thể trở thành nhà lãnh đạo, và đặc biệt nhất là nhà lãnh đạo trong những lúc mà phải có những cái quyết định đầy khó khăn đối với lại tình hình an ninh của quốc gia cũng như là an ninh của thế giới. Bây giờ xin được trở lại với anh Đỗ Hồng Anh ở studio. Tôi nghĩ rằng là có lẽ đúng nhất là cho phép tôi được nhắc lại lời của ông John Brennan, là cố vấn đặc trách về tình báo và đặc trách về khủng bố của Tòa Bạch Ốc. Ông bảo rằng là chúng ta đã đi được một cái đoạn đường rất là dài. Chúng ta đã đạt được một trong những cái mục tiêu mà chúng ta đã đạt được. Nhưng mà điểm đó không có nghĩa là hiểm họa đã mất. Hiểm họa vẫn còn, và cái trách nhiệm của Washington, trách nhiệm không phải là chỉ của giới lãnh đạo, mà có thể nói là trách nhiệm của người dân Hoa Kỳ. Cũng không thể nói rằng là chỉ của người dân Hoa Kỳ, mà ông còn nhấn mạnh hơn nữa. Ông bảo rằng là có trách nhiệm của toàn cầu là phải cùng nhau hợp tác và phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ như đã từng hợp tác chặt chẽ trong những năm vừa qua để tiêu diệt khủng bố. Xin phép được nhắc lại cũng chính lời của ông John Brennan có nói với báo chí. Ông bảo rằng là chúng ta đã thành công, chúng ta tiêu diệt được kẻ thù số 1 của nước Mỹ và của thế giới. Nhưng điểm đó không có nghĩa là khủng bố đã hết. Điểm đó không có nghĩa là an ninh và hòa bình đã thật sự đến với chúng ta, thưa với anh Đỗ Hồng Anh. Được biết, Afghanistan là một trong những quốc gia mà sau ngày 11 tháng 9 là nguyên nhân chính cho sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại đó. Thì theo anh, những quyết định như vậy sẽ ra sao? Tôi nghĩ rằng là cái quyết định của Washington đối với lại Afghanistan hoàn toàn không thay đổi. Chúng ta sẽ rút quân vào năm 2014. Chúng ta sẽ giao cái trách nhiệm đảm bảo cũng như là bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh lãnh thổ cho quân đội và lực lượng cảnh sát của Afghanistan. Tuy nhiên, thưa với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, một trong những vấn đề mà người ta cũng đang nói đến, tức là để có thể đảm bảo được an ninh cho Afghanistan, để có thể tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu mà Washington khởi xướng ngay sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, là cần phải có sự cộng tác chặt chẽ của Pakistan. Cho đến giờ phút này thì rất tiếc là chúng ta chưa nhận được cái sự hợp tác chặt chẽ như là chúng ta mong đợi. Một điểm khác nữa mà về mặt ngoại giao người ta cũng nói đến là tại thủ đô Washington. Tức là trong những ngày sắp đến, thưa với anh Đỗ Hồng Anh và thưa cùng với quý vị khán thính giả của SBTN, bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ sang thăm Bangladesh, bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ sang thăm Ấn Độ và bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ lại không ghé Pakistan. Điểm đó khiến cho mọi người phải ngạc nhiên, không rõ rằng là cái chính sách của Hoa Kỳ đối với lại Pakistan như thế nào. Và đặc biệt nhất là ở tại Pakistan, người dân cũng như là quân đội, đặc biệt nhất là giới đặc trách về tình báo của Pakistan, họ cũng thắc mắc, họ không hiểu rằng là Hoa Kỳ muốn gì ở họ. Khi mà Hoa Kỳ một mặt thì nói là cần sự tiếp tay của họ, nhưng mà một mặt khác thì lại gặp gỡ cũng như là mở rộng vòng tay để đón tiếp những quốc gia khác ở vùng Nam Á, thưa với lại anh Đỗ Hồng Anh. Và câu hỏi sau cùng là liên minh chống khủng bố của các quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ hiện nay đang trong tình trạng như thế nào, thưa anh Nguyễn Văn Khanh? Tôi nghĩ là ở trong cái tình trạng tuyệt diệu. Nếu mà chúng ta đã nhìn thấy ngay sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001, hầu hết là tất cả các nhà lãnh đạo đều sang thăm Washington để đưa ra một cái lời cam kết là cùng nhau hợp tác trong một cái chiến dịch, đó là chiến dịch bài trừ khủng bố toàn cầu. Thì ngày hôm nay, mặc dù không có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo ở tại thủ đô Washington như đã từng có 11 năm trước đây, nhưng mà cái lời hứa đó vẫn không thay đổi. Nói một cách khác, chúng ta có thể an tâm vào sự tiếp tay của thế giới trong công tác bài trừ khủng bố chung, thưa với anh. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh và kính chào tạm biệt quý khán thính giả.
Cũng xin được cảm ơn anh Đỗ Hồng Anh và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN.